chào quý vị đang đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HT7. Quý vị đang rất thắc mắc tại sao ngày hôm nay Hoàng Đức Bơ Chuyện xuất hiện có một mình thôi. Đó là ý đồ của bạn dẫn của chúng tôi, đó chính là Lê Lộc. Không biết là cô ấy có muốn phần xuất hiện nào nó đặc sắc hay không. Xin mời Lê Lộc. Tự nhiên được nâng như nâng trứng, hướng như hướng hoa vậy. Vâng, đây là xin giới thiệu hai bạn nam chính ngày hôm nay của chúng ta. Đó là bạn Tấn Lộc và bạn Tuấn Vũ. Wow, yeah. Tên đẹp, người cũng đẹp, body đẹp, gương mặt sáng lạng dễ sợ, bị chát ế thôi. Giới thiệu đôi nét về mình đi nào. Dạ, em tên là Tuấn Vũ, đến từ Bình Dương. Và công việc hiện tại của em là kinh doanh một chủ cửa hàng giày sneaker tại Bình Dương. Có những người lấy danh nghĩa bạn bè chỉ để lặng thầm yêu một ai đó. Mối tình đầu với cô bạn 57 tuổi của anh cũng bắt đầu nhen nhóm theo cái cách nhẹ nhàng như thế. Là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng, lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Anh của hiện tại chỉ thích chủ động, vòng cánh tay mình ôm chặt lấy em. Cô bé 1m52, yêu thể thao, mê trà đào cam xả và huấn luyện viên bóng đá. Wow, wow. Mê thể thao nè. Mình tên là Tấn Lộc và công việc của Lộc hiện tại là bartender. Ước gì sớm mai tỉnh dậy, dụi mắt một cái là hết thanh xuân. Thanh xuân in dấu bóng hình em. Cô gái năm ấy anh từng theo đuổi, cũng là cô gái dạy anh trưởng thành. Trưởng thành để học cách kiên nhẫn với chính mình, chờ đợi sự xuất hiện của cô gái nhỏ hay cười và thích mang giày thể thao, mảnh ghép vừa vặn với trái tim này. Và Lộc có một cái sở thích rất là đặc biệt, đó là đam mê ca hát, diễn xuất và MC nữa. Wow. Và xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Cảm ơn mọi người. Em dài đây. Là tôi lập gia đình rồi, tôi sẽ có những cái kinh nghiệm mà các bạn cần phải có lời tư vấn của tôi. Sẵn sàng nhé. Vâng. Xin mời các bạn về vị trí. Chúng ta sẽ cùng bước đến vòng 1 mang tên là Đi Tìm Tần Số. Ngay sau đây xin mời quý vị và đặc biệt là hai chàng trai của chúng tôi đón chào bốn hình ảnh sau đây. Bốn cô nàng đều có vóc dáng rất là yếu điệu thục nữ nè. Wow. Tiêm kìa, tiêm có trai vậy em ơi. Lộc phải trái tim số 1 rồi. Các bạn hãy cho chúng tôi nghe được những giọng nói đầu tiên nào. Xin mời cô gái ở vị trí thứ nhất. Vâng, xin chào hai anh chị MC. Chào anh Vũ và anh Lộc cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Dương Tiên, năm nay em 19 tuổi và hiện tại em đang là sinh viên ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Người ta nói đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Nếu chúng ta đã có duyên gặp nhau tại đây thì mong anh hãy cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn và tiến xa hơn nữa. Giọng ngọt quá nè. Nghe muốn buồn ngã luôn. Số 1 thôi đã nát tim rồi. Nát tim. Cảm ơn Dương Tiên rất là nhiều. Không biết là Dương Tiên là con một hay là ở nhà còn những nàng tiên khác nữa. Dạ em có chị, nhưng mà chị em đã lên xe hoa rồi. Bây giờ ở nhà chỉ còn lại mình em và ba mẹ thôi, đang chờ người tới rước ạ. Hai anh sẵn sàng rước về Vinh nha. Cảm ơn Dương Tiên. Xin chào bạn gái ở vị trí thứ hai. Dạ xin chào hai anh chị MC cùng anh Lộc và anh Vũ cùng toàn thể các bạn khán giả.
Em tên là Hoàng Anh, năm nay em 19 tuổi. Em đến từ trường đại học thành phố Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Và hôm nay đến với chương trình này, em chỉ mong muốn là được cùng một trong hai anh ra về. Hoàng Anh ơi, dạ, cho anh hỏi, em ở Bình Phước có bao giờ mà anh em xuống Bình Dương chơi chưa? Dạ rồi. Em có qua Bình Thạnh không em? Dạ, em hiện tại đang ở Bình Thạnh luôn ạ. Cảm ơn bạn Hoàng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cô gái thứ ba nha. Chào bạn. Dạ, em chào hai anh chị MC cùng anh Vũ và anh Lộc và mọi người có mặt trong ngày hôm nay ạ. Giọng nhẹ nhàng anh nào, nghe ngọt ngào quá. Em là Phương Thảo, năm nay em 19 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Tới với chương trình ngày hôm nay, em muốn nói với hai anh là anh ơi. Ơi. Em nghĩ chúng ta nên tiết kiệm thời gian, đó là hãy yêu nhau bằng ánh nhìn đầu tiên anh nhé. Về liền em ơi. Nhanh gọn lẹ. Cảm ơn bạn Phương Thảo. Chúng ta đến với cô gái cuối cùng nha. Chào bạn. Xin chào hai chị MC và hai anh cùng chơi hôm nay ạ. Và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Tuyết Nga. Em ở Hà Nội và hiện tại em 23 tuổi. Em đang học đầu bếp tại trường Hồ Chí Minh ạ. Đầu bếp. Nấu nướng là tuyệt vời rồi. Em đang cái bụng anh à. Bạn vào thành phố lâu chưa? Dạ em mới vào được 2 tháng ạ. Vậy hả? Ghê ghê. Cho anh hỏi lúc nãy em có mới vừa nấu ăn không? Tự nhiên bây giờ anh đang tan chảy về em nè. Oh my god. Cảm ơn bạn Tuyết Nga rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ khám phá thế giới riêng tư của cô ấy. Đầu tiên sẽ là ốp lưng điện thoại của mỗi cô nàng. Xin mời. Đủ kiểu. Chỉ có Hoàng Anh và Phương Thảo nhìn như là tương đồng với nhau là không sử dụng ốp lưng. Còn bạn Phương Thảo, ốp lưng của bạn cũng khá đơn giản nhờ. Sự màu hồng là sự nhẹ nhàng như tính cách của em ạ. Em có muốn màu hồng chuyển sang màu đỏ không? Em tới đây vì mục đích đó mà anh. Ok. Em thích nhất màu gì? Em thích màu đỏ và màu xanh ạ. Giống anh đấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là cái vẻ ngoài của ốp lưng thôi. Bây giờ mình sẽ xoay cái điện thoại lại để xem màn hình khóa các cô ấy đang để hình ảnh nào. Xin mời. Hình ảnh và thú cưng hèn ở bạn Dương Tiên. Đây là biển ở đâu vậy ạ? Dạ, đây là một cái bức hình em lưu về ở trên mạng vì em rất là yêu hoàng hôn. Khi mà nhìn thấy hoàng hôn thì em thấy được sự bình yên và êm đềm, em thấy lòng mình thanh thản hơn ạ. Cái màn hình khóa điện thoại của anh hiện tại là đang giống như thế này, chính tay anh chụp luôn. Kiểm tra điện thoại chụp luôn hả? Vậy là mình đã có nhân viên từ trước rồi đó ạ. Chà, cái gì vậy? Tần số, anh nghĩ như vậy này ngộ ngộ tôi. Đây là hình nền trên màn hình khóa của bạn Tuấn Vũ và chúng ta có thể thấy được rằng là cái phong cách rất là giống với phong cách của nữa. Bạn Dương Tiên. Đương nhiên là cái màu sắc thì nó có phần sáng hơn nhưng mà vẫn là một cái cảnh hoàng hôn. Đây cho tất cả mọi người nhưng xem. Nhưng mà vì sao Tuấn Vũ lại để cái hình nền đó? Em cũng một người có nghĩa là bình thường là rất hòa đồng vui vẻ. Nhưng mà khi về đêm ấy, em hay suy nghĩ nên cái tính của em cũng hơi trầm một xíu. Tính của em hơi trầm nhưng em thích biển lặng. Biển hoàng hôn, êm đềm, nhẹ nhàng. Khá là tương đồng với nhau rồi đó. Dạ. Còn với cô nàng Hoàng Anh đi. Hoàng Anh ơi, đây là cảnh ở đâu vậy ạ? Dạ, ở Phan Thiết ạ. Tại sao bạn chọn góc chụp này? Em vô tình ngồi trên xe và chụp thôi anh ạ. Tại vì em rất là thích biển nên mỗi lần đi biển em đều chụp cảnh ạ. Dạ, cảm ơn em. Bạn Phương Thảo. Dạ. Em đang cần tìm một người để đi cùng em trên con đường đấy đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Trời ơi, chồng tương lai ơi, anh đang ở đâu? Ông ấy đang cần tia nắng trong anh. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở điện thoại của cô gái ra, đăng nhập vào mật khẩu nào để chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về cái sử dụng ứng dụng của các bạn. Cho chúng tôi thấy được cái list nhạc của bạn đi. Dạ vâng ạ. Ồ, toàn bài tiếng Anh không hen, nhạc phim kìa. Bạn thích nghe nhạc nước ngoài hơn là nhạc Việt à? Dạ em rất là thích nghe nhạc Hàn Quốc và em cũng thích phim Hàn Quốc. Và em thích bộ phim nào thì em sẽ đào về những bài hát của nhạc phim đó và nghe. Các bạn trai có thích phim Hàn Quốc không? Em thì thỉnh thoảng cũng có xem. Còn Tấn Lộc thì sao? Bạn thích phim Hàn Quốc không? Em thì em không có dạng như là không có ngôn tình, không có thích xem phim Hàn Quốc cho lắm. Em thì thích xem phim Việt Nam và với lại phim Mỹ, phim hành động. Rồi xin mời bạn thoát ra màn hình ngoài ạ. Xem hình ảnh đi anh ha. Hình ảnh ha. Hình ảnh đi. Hình ảnh thì cũng không nhiều hình ảnh lắm. Trong phòng camera thì có 12 tấm thôi kìa. Thấy sơ sơ thì bạn có vẻ là ít chụp hình quá ha. Bạn không có chụp hình nhiều hả Tiên? Dạ đúng rồi, em ít chụp hình lắm. Em không muốn khoe nhiều trên mạng xã hội ạ. Mình có thể bấm vô cái hình ở Facebook được không?
là đây là những hội bạn hay là những đồng nghiệp của bạn vậy Tiên? Dạ, tấm này thì đây là lúc mà em và những người bạn cấp 3 đang dự buổi tiệc chia tay tiễn bạn của em đi Nhật Bản du học ạ. Đúng mọi người nha. Em Dương Tiên là cô gái nào trong bức ảnh đó? Nhưng mà em có thể em đoán được cái cô gái bạn đi Nhật Bản gì đó là có thể là cô váy đỏ. Dạ đúng rồi ạ. Đấy. Dương Tiên thì theo Lộc đoán là sẽ là cô gái cầm hộ bánh mì đúng không? Tại sao mà con thấy rõ? Cô gái ngoài. Không, em đoán là bên ngược lại. Bên tay trái ngoài cùng đúng không? À, em xin giữ câu trả lời đó qua những dòng sau ạ. Ok, cảm ơn em, dễ thương quá. Hay quá. Bí mật. Cảm ơn Dương Tiên. Và bây giờ hãy đến với bên trong điện thoại của bạn Hoàng Anh. Dạ. Cũng sử dụng ít những phần mềm quá nha, đa số là về văn phòng nè. Hoàng Anh ơi, mình có thể vô YouTube được không? Dạ được ạ. À, mình xem cái nó có hiện cái lịch sử tìm kiếm. Lịch sử tìm kiếm. Các anh ấy đang muốn tìm thấy cái lịch sử tìm kiếm. Dạ, đây là lịch sử yêu. Cách mát xa. Mèo sáng, mèo vàng. Tại vì em đang giận cơn. Những cái tìm kiếm đó rất là nữ tính ha. Đúng rồi, tìm kiếm đó là nhẹ nhàng. Giọng Nghệ An là đó. Sao vậy bạn? Dạ vì quê gốc của em ở Nghệ An và... À Nghệ An. Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà bạn nghe cái giọng Nghệ An để làm gì nhờ? Tại vì em muốn biết được một phần nào về cuộc sống và quê hương gốc gác của ba mẹ và ông bà tổ tiên ạ. Dễ thương quá. Rất có hiếu vụ. Có tâm luôn á anh. Hồi nãy thấy bạn Hoàng Anh lỡ vô album ảnh rồi thì mình vào luôn đi bạn. Dạ. Vào xem nha. Em chỉ thích chụp cảnh thôi chứ em không thích chụp em ạ. Ủa sao vậy? Em muốn để lại hình ảnh của em cho người kế bên là người mà sau này cùng em đi đến suốt cuộc đời ngắm nhìn lại chứ em không cần gì để chụp ảnh ạ. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ là cần người chụp cho bạn ấy đó. Cần người chụp em chụp cũng có tâm lắm đó chị ạ. Cảm ơn bạn anh rất nhiều, bạn có thể thoát ra màn hình ngoài rồi. À, chúng ta cảm nhận được một cô nàng rất là ấm áp, hiền dịu, sống nội tâm nè. Chúng ta đến với cô gái thứ ba nha, Phương Thảo. Cho chúng tôi xem phần danh bạ được không Phương Thảo ơi? Dạ được ạ. Danh bạ nha, để ý nha, coi bố cái tim này nọ được không. Gần tay nha, cô gái. Bố. Bầu một cơ bắp. Bầu. Bạn bè ha. Hết rồi. 32 liên hệ. Mà trong đó là cũng có một số cái số điện thoại về tổng đài. Còn về bạn Facebook của bạn thì Thảo ơi, bạn có bao nhiêu người bạn trên Facebook? Dạ em có hơn 4.000 bạn ạ. Nhiều lạ hơn lắm. Là số liên hệ á, là khoảng chừng vài chục thôi. Nhưng mà người bạn trên mạng xã hội lại là vài ngàn lần. Dạ xã hội thì em chỉ nghĩ là cuộc sống ảo với cuộc sống thật nó khác nhau anh ạ. Dạ chỉ những người mà quan trọng thì em sẽ lưu vào danh bạ. Em mong là một trong hai anh sẽ nằm trong danh bạ được tên đầu tiên em tìm kiếm. Hình ảnh được không Phương Thảo ơi? Được ạ. Chụp một mình cũng có, chụp với bạn bè đồng đeo kính có đồ ăn các bạn, chụp hình selfie vô gương nè. Thấy bạn cũng tự trang trí đồ ăn, có phải là tự tay bạn làm không? Dạ đúng rồi, sở thích của em là tự mày mò những món ăn mình tự chế biến ạ. Rồi cảm ơn bạn, chúng ta tìm hiểu qua đồng hồ ấy nè. Không biết là cô nàng này rất là đam mê về công việc sẽ dậy vào lúc mấy giờ đây? Báo thức đi. Wow, dậy sớm đấy. Khá sớm 5-6-7 giờ không? 5:19 là lúc em một số công việc phải cần dậy giờ đấy để như quay phim này kia thì em đi giờ đấy. Còn 6 giờ là em dậy để đi học ạ. 7 giờ còn 2 cái khung giờ. 7 giờ này đã dành cho những ngày chủ nhật ạ. Nướng em tí. Trời ơi. Cái nướng của em mà cái sớm của anh đó. Mà cái lạ là sao em không chọn những giờ chẳng chẳng, nó tròn tròn mà sao em lẻ lẻ em gì? Đúng rồi, lẻ lẻ anh ha. Thì chính cái giờ nó là okay. Sao vậy? Bản thân em thích những gì mà lẻ và khác biệt với người khác ạ. Vậy thì cái điều riêng biệt nhất của em là điều gì? Dạ, tính cách của em là nói một là không có hai ạ. Dứt khoát. Cảm ơn bạn. Đến với cô nàng cuối cùng, Tuyết Nga. Điện thoại của Tuyết Nga là một cái bánh kem mà đúng là đầu bếp. Cái bánh kem này có phải là ước mơ tương lai của em không? Dạ vâng ạ. Đây là chiếc bánh cưới mà em mơ ước sau này có xong bánh đám cưới của em. Có đẹp xuất sắc như vậy đúng không Tuyết? Dạ vâng. Những dự định trong cuộc sống thì em đều muốn tự tay em làm ạ. Kể cả là phòng cưới ạ. Tại vì em thích sự hoàn hảo cho nên là tất cả mọi thứ đều phải theo ý mình ạ. Mình sẽ trang trí cái gì ở xung quanh phòng nào? Hoa hướng dương ạ, em rất là thích hoa hướng dương ạ. Hợp lý ha. Tại vì có câu nói rất hay đó là hướng dương dù héo cũng luôn hướng về mặt trời ạ. Và em luôn sống như vậy ạ. Mình thích khám phá phần gì nhỉ? Lịch sử cuộc gọi. Đây ạ. Bạn Khánh. Đây là bác ạ. Bác Khánh. Bác Khánh. Thím là dạ.
toàn là người thân mẹ nữa kìa. Thấy Thím Là gọi cho bạn khá nhiều đó, không biết Thím Là này với bạn là chắc cũng thân thiết đúng không? Vâng ạ, tại vì Thím là vợ của chú em và hiện tại em đang ở nhà của chú Thím ạ. Ủa không ở chung với ba mẹ hả Tuyết Nga? Dạ không ạ, gia đình em ở Hà Nội ạ. Chú Thím có quy định là một ngày đi làm đi học rồi phải mấy giờ về không? Dạ có ạ, cũng khoảng 11 giờ là phải có mặt ở nhà. Còn ban ngày đi đâu làm gì thì cũng phải nói rõ là đi học hay đi chơi hay đi với ai ạ. Cảm ơn bạn. Mình xem một khác nào. Cho Lộc xem cái ghi chú của mình nhé. Công thức chế biến đồ ăn kìa. Công thức chế biến đó. Bởi vậy em mới nói rồi, em muốn coi cái này để mà. Bạn là nấu ngon nhất là món gì Tiếp Nga? Món nấu ngon nhất của em ạ, thường là các món chế biến từ gà. Em rất là thích ăn thịt gà nên là em luôn tìm hiểu rất là nhiều công thức ạ. Đã bao giờ bạn nấu ăn cho hai bác ba mẹ ở nhà ăn chưa? Dạ rồi ạ. Khi mà bạn quyết định là mình sẽ học về đầu bếp á, là ba mẹ ủng hộ mình không nè? Dạ không ạ. Con đường đi theo nghề đầu bếp của em cũng khá là gian nan và không có sự ủng hộ từ gia đình ạ. Sao vậy? Tại vì ước mong của bố mẹ em là em được làm điều dưỡng và em đã hoàn thành khóa học điều dưỡng, nhưng mà sau khi đi làm thì em nhận ra đây không phải là công việc của mình yêu thích. Vì vậy em đã dành ra 3 năm đi làm tại Hà Nội để chứng minh bố mẹ thấy là mình có thể tự lập được ạ. Và tất cả số tiền tiết kiệm em đã bắt đầu học về ngành đầu bếp ạ. Một tràng hôn tay dành cho cô ấy nè, rất là dũng cảm ấy chứ. Rồi đến bây giờ thì ba mẹ đã ủng hộ bạn chưa? Hiện tại thì xa nhà nên là bố mẹ cũng ủng hộ ạ. Chắc là em nghe bạn nói món ăn nhiều quá, chắc là trong album chắc cũng nhiều món ăn anh ha. Mình xem ảnh đi ha. Đúng vậy, toàn là những cái hình đồ ăn kìa. Đó, toàn sở trường của bạn là những món Á, món Âu hay món? Thường thì em xem đồ món Á nhưng mà em ít khi chụp ảnh, em chỉ chụp ảnh lại bánh thôi ạ. Bạn thích làm bánh hơn hay sao ạ? Dạ vâng ạ, em thích làm bánh hơn, nhưng mà về ngành học thì là em học về nấu ăn bếp Á. Hy vọng bạn sẽ gặt hái được thành công để chứng tỏ cho hai bác ở nhà thấy là quyết định của bạn là sáng suốt. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng ạ. Như vậy là chúng ta đã biết được những câu chuyện đằng sau những hình ảnh đó, những ứng dụng đó của mỗi cô gái. Ngay sau đây chúng ta sẽ phải suy nghĩ xem mình ấn tượng với điện thoại của cô nào nhiều nhất. Suy nghĩ thật kỹ, đừng chuyển kênh quý vị nhé.